Tùng xin kính gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, trên sân khấu vào giờ này là hình tượng của các nhân vật trong vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh đã từng được dàn dựng trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga vào khoảng năm 1977. Trên sân khấu là hình tượng của Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Lê Chân, Thánh Thiên, Cụ Đô Trinh, Đông Bản và các quân sĩ. Đây là vở tuồng không chỉ tạo tiếng vang cho gánh Thanh Minh Thanh Nga mà còn là vai diễn Trưng Trắc, vai diễn vàng để đời của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Đây là một trong số những vở diễn cuối cùng của nữ nghệ sĩ Thanh Nga bên cạnh Bên Cầu Dệt Lụa và Thái Hậu Dương Dân Nga. Riêng với vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Thanh Nga đã để lại dấu ấn không phai mờ dù 35 năm đã trôi qua. Hôm nay tưởng niệm 35 năm ngày mất của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, chúng tôi xin phép được mượn hình tượng của các nhân vật trong vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh để bắt đầu cho đêm tưởng niệm có ý nghĩa này. Trăng soi vách núi in hình kim, núi dần dần trăng khoác chiến bào, mây bay gió nổi ta muốn theo trăng lên đỉnh. Ngồi trong đất nước dưới trời cao, phu tướng, phu nhân, đêm đã khuya sao phu nhân vẫn còn chưa yên nghỉ? Mãi nhìn trăng đối bóng thiết liên tưởng tới chàng. Một thanh gươm miên ngựa dậy dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Hạnh phúc? Đứng giữa Mê Linh mà còn nghĩ đến hạnh phúc, chắc hẳn
hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về đây từ rừng núi Châu Duyên cũng mang nặng một tình yêu tha thiết. Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương. Lòng mang lo hạnh phúc của toàn dân, đâu dám nghĩ đến tình riêng nhỏ bé. Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vang vẳng tiếng giặc kêu sương, nhìn trăng khuya mà tất dạ ngổn ngang. Nguồn lửa hận nó nóng bầu nhiệt huyết, khắc hai chữ diệt thù lên kiếm thép, quyết đạp bằng mỗi chướng ngại phong ba. Rồi gió câu trên muôn dặm đường xa, hầu báo đáp ơn nhà nở nước. Trên muôn dặm quang hà chàng cất bước, tay cầm tay trăng in bóng chung đôi. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gian khổ. Phúc ly biệt của tình chồng nghĩa vợ, lời dặn dò hán khắc cốt minh tâm. Thù nào xấu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nặng hơn tình thương đất nước. Phu nhân ơi, đôi phen ta muốn nói với phu nhân bằng những tiếng yêu thương, để bỏ nỗi nhớ nhung qua những ngày xa dân. Nhưng chợt nghĩ đến quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vàng tiếng câm hờn. Từ đó quê hương quằn quại giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vạn niềm thương. Ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mái lá, từng khóm cây ngọn cò. Thương vạn sanh linh đầu rơi mau đổ, dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù. Thiếp còn nhớ một đêm nọ, trên đồi cao dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh có bảo với thiếp rằng, cứ nghĩ đến ngày giỗ tổ Hùng Vương, đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt. Phu nhân ơi, ta đợi ngày kia khi dải đất mây linh sẽ góp nhặt từng hơi thở, để thôi bừng lên ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa đấu tranh quét sạch lũ tham tàn, cởi ấp nô gông bức xiềng nô lệ, để hạnh diện là dân tộc rồng tiên. Tiếng hát thanh bình sẽ vang vọng khắp non sông, ngàn hoa tươi thắm lại tươi cười trước gió. Rồi trong tiếng chim kêu giữa buổi bình minh rạng rỡ, có tiếng đôi chim kể lể chuyện tâm tình. Phu nhân ơi, giữa lúc toàn dân đang dục lên bức phá xích xịt nô lệ, thì cái vui của vợ chồng mình phải là cái vui của toàn thể dân Nam. Phu quân,
phu quân giải rất phải. Ôi rừng núi mê linh hùng vĩ qua, núi trải mình đón đợi anh trăng trong. Nghe đâu đây nhạc suối rền vang như tiếng gọi của hồn thiên sông núi. Đường hành quân mịt mờ cát bụi, rợp bóng kinh kỳ gió bụi đường xa. Bao giờ tắt lửa căng qua, trời Nam vang vọng khúc ca thanh bình. Giờ ta gác lại bên mình tình cảm riêng tư, để lắng nghe tiếng thét gọi lên đường. Gái trai sôi máu căm hờn, anh thét chập chờn bên ánh lửa mê linh. Phu nhân, tình thế cấp bách như dòng xuôi lửa bỏng, ta chỉ sợ giáo gương dẹp chưa kịp đủ thì ta lại phải đương đầu với giặc rồi. Sức ta yếu nhưng lòng giận ta đang phẫn hận, lấy giáo phù giết giặc ta sẽ lớn mạnh giữa phong ba, thì lo gì không đủ đơn giao. Phu nhân, phu nhân nói phải, nhưng nếu được tin từ núi đông sông mã đem quân về tù nghĩa, thì nàng phải cấp tốc đến Châu Viên để cho ta kịp dãy binh. Dạ, thiết xin nhớ lời phu tướng. Đừng sương gió, chàng cần áo ấm hơn thiết. Phu nhân, cảm ơn phu nhân đã lo lắng cho ta. Nàng, nàng cũng nên dọc trong nghỉ sớm, kẻo cảm lạnh gì núi rực đêm. Phu quân sắc son một dạ đường âu, muôn dặm đường trường gió ngựa tung. Gươm bao khắc sâu lời nguyện ước quên mình rửa sạch mối thù chung. Hãy
ngày về vinh quang. Ta truyền cho tất cả hãy dừng lại. Nếu tiến thêm một bước nữa, ta sẽ giết ngài thi sắc. Mau truyền lệnh của ta đến với Trưng Cắt, chịu giải giáp lui binh, quy thuận Thiên Kiều. Ta sẽ thả ngài thi sắc. Bằng cái lệnh, thi sắc sẽ bị hỏa thiêu ngay tức khắc. Truyền ba quân tướng sĩ cấm xuất trận khi chưa có lệnh của ta đó nha. Đúng rồi. Trời ơi, Thi Tôn Quân, trời ơi, thôi rồi, nhiệm vụ nhìn giặc phá cổng thành, lòng bóng thấy xót xa. Thanh Thiên không ngại hy sinh, nhưng không cứu được thì tướng quân ngửa mặt hộ chơi trời, nhìn đất lại xót xa. Tại ta chỉ tôn quân lên vàng hoa, mà ta như nông cháy trong lòng. Thánh Thiên ơi, hào khí của Thi tướng quân đã bốc cao vạn trường. Lê chân tôi vô cùng hổ thẹn, không có trước vẹn toàn để cứu bạn mà khỏi gây nên cảnh nát ngọc tan vàng. Ôi hai tiếng hy sinh sao mà nhất múa can trường, là nghĩa binh ta không bao giờ sợ chết. Lòng thắt xe lòng khi đồng đội dâng thân, rồi đây chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, xào nguyệt giặc nhất định sẽ cháy tan trong lửa đỏ. Chí yêu hùng của Thi tướng quân sẽ được nghĩa binh kính phục, và gương hy sinh sẽ chói rạng muôn đời. Bạn tôi tội đành muôn thác, không bảo vệ được thì tướng quân thoát khỏi cảnh tên thần.
một sự sai ra cũng phải thương hầu. Lão hèn nhá, đi tàu quyên mua chuột, người nhân tâm trở về đốt đại dân ta. Giữa bên bão lửa đất cháy cao, thì thương quân tả sống hủ lột thương dữ lạ. Chẳng may ngựa của người cũng tên một nhà, anh hùng mạc lộ đành phải chuyển xa thôi. Sẽ lớn mạnh như sức thần phù đông. Vậy thì chỉ cần một hồi trống trần, nước Nam ta sẽ sạch bóng quân thù. Thưa chủ tướng, giặc đã án binh bất động, xin chủ tướng định liệu lẽ nào? Giặc án binh bất động, ta có thể giờ chuẩn bị tấn công. Thưa chủ tướng, Thi tướng quân đã bị đưa lên giàn quả. Nếu chúng ta tấn công thì ta đã biết rồi. Hỡi tất cả nghĩa binh, dạ, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không? Tín nhiệm. Thưa chủ tướng, tại sao chủ tướng lại hỏi câu như vậy? Ta hỏi như vậy là muốn nhắc đến pháp lệnh phải nghiêm minh. Cụ Đô Trinh, mang trong đồng đến đây trong lệnh nhị, đông bản. Dạ. Lo hương đăng vọng một bàn hương án. Lê Chân xin đợi lệnh. Tìm giúp tôi một thước khăn tang. Thưa chủ tướng, đừng để ta nhắc tới pháp lệnh, thi hành ngay đi. Xin tuân lệnh. Chủ tướng, hình như chủ tướng sắp ban ra một quyết định quan trọng. Phải, ta muốn tế sống Thi tướng quân trước khi khởi tấn công. Thưa chủ tướng, thank you.
thành phố tướng không thể nào thấy được. Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay tiếp dòng bàn thờ trước ngưỡng cửa liên lâu thẳng, hương khói nhạc xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cận, đành lại nhau ba lại để dạy cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đau dở hiền, chàng cũng dám nghĩa tình phu tương. Chàng với thiếp cùng chung chí hướng, dai kề dai gánh nặng non. Nhưng hỡi ôi chi tan bồng nay chưa kịp thoa, thì đường âm dương cách trở lạnh lạnh nắng mây sâu. Thì xin được quấn dành khăn tan trắng lên lại thứ nhất thiếp xin tạ tội, vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thứ tha, vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăm gối. Ôi trời liên lâu chưa tan hồi trống trận, mà đất mê linh hoa lá dội tương sầu. Thi tướng quân, thi tướng quân. Phu nhân ơi, trăng trăng đêm nay sẽ là trăng canh đêm tâm sự, vậy thì ba lại của phu nhân cũng tròn tình gian nghĩa. Đứng trên vàng hoa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ, để bao người chiến sĩ ngang không chậm bước qua. Lần gặp gỡ này đây là lần gặp gỡ sau cùng. Ta cảm ơn tất cả đã đền binh để giữ tồn mạng sống cho ta, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng xin cho người hãy nổi trong đồng đi, hãy nổi tâm tâm công đi. Tấn công đi cho tiếng cười ngạo nghệ, để đưa tiếng hồn ta theo tiếng trống quay hùng. Kìa, sao phu nhân còn do dự? Hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giả biệt? Gương bao khắc sâu lời quên mình rửa sạch môi thù chung. Quên mình rửa sạch môi thù chung. Hay, hay lắm. Phu nhân ơi, đó là những lời của vợ chồng ta thường nói, vậy thì phu nhân còn chần chờ chi nữa.
chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó, để cho ngàn sao hầu thế soi cùng. Sống khác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bề, tất cả đều không đáng kể. Mà chỉ đáng lo là lo cho sự trường tồn vừa dòng dõi hùng dương. Thế tướng quân, thế tướng quân. Hỡi tất cả nghĩa binh, dạ. Ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng. Giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh phu tướng. Chủ tướng. Một dải non sông, hãy nổi trong đồng lên, cho con cháu ngàn sao tiếp nối hồn tiên giống nòi đất nước. Đất nước Nam độc lập muôn nước Nam độc lập muôn đời. Câu nói đơn giản nhưng nó là khát vọng của một dân tộc. Ở bên cạnh một cường quốc lúc nào cũng lăm le xâm chiếm cho đến ngày hôm nay. Và tiếng trống mê linh của năm 40 sau công nguyên là lời nhắc nhở cho những kẻ đang một lần nữa muốn liếm trọn Biển Đông. Phần trình diễn của các nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ Hồng Loan trong vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Tuấn Châu trong vai Thi Sách, nghệ sĩ Tuyết Nga trong vai Trưng Nhị, nghệ sĩ Yến Linh trong vai Lê Chân, nghệ sĩ Bình Trang trong vai Thánh Thiên, nghệ sĩ Thanh Vũ trong vai Đông Bản. Và đặc biệt, nhà vẽ kiểu thời trang nổi tiếng của hải ngoại,
hôm nay quý vị chắc cũng đã suýt không nhận ra. Cao Vinh Hiệp trong vai cụ Đô Trinh. Dạ con mời cụ. Thanh Tùng cũng nhận không ra luôn thưa quý vị. Và đặc biệt phần phụ diễn trong các vai quân sĩ của các em từ Vũ đoàn Việt Cầm.